em chào chị nha. Dạ. Chị chào em. Dạ, rồi chị ngồi thẳng thẳng lại cho em ha. Trước tiên thì chị gửi lời chào tới cho tất cả mọi người đang xem chương trình của Thịnh Nguyên và Điều hả chị ha. Chị chào chương trình của Thịnh Nguyên, chào cộng đồng trong nước và ngoài nước. Rồi bây giờ chị cho hay đọc ngày hôm nay mình đến từ đâu hả chị? Ở Nha Trang. Nha Trang à? Xa ha, vậy là mình đi từ Nha Trang đi về đây là lúc nào? 7 giờ á, 7 giờ tối ngày hôm qua. 7 giờ tối qua. Từ sáng nay nó mới sáng tới đây. Tới đây. Dạ. Vậy là chị đi với ông chồng. Chị đi với chồng à? Thế rồi ngày hôm nay thì chị mong muốn Thịnh Nguyên hỗ trợ cho chị vấn đề gì? Nhờ em hỗ trợ cho chị tìm lại cha mẹ ruột của chị. Tìm cha mẹ ruột. Trước khi mà Thịnh Nguyên vào vấn đề chính á, thì chị giới thiệu họ tên của chị cho Thịnh Nguyên nghe ha. Chị là nói chung chị là tên Hasana. Hasana. Người dân tộc tên... người Hồi giáo á. Hasana. Dạ, có họ không gì? Họ Chăm thôi. Dạ, nhỏ giờ chị biết họ Chăm thôi, Chăm Hasana thôi. Chăm hay là Trăm? Chăm Hasana. Dạ. Dạ. Rồi cái sự việc ngày xưa là như thế nào chị cho Thịnh Nguyên hay? Hồi xưa kia là mẹ chị á là mẹ nuôi á là hồi xưa kia là ở Tây Ninh. Bà ở Tây Ninh rồi mẹ ruột chị là không biết ở đâu nữa. Xong cái ngày hôm đó là có hai vợ chồng cha mẹ nuôi chị á đi chợ Tây Ninh. Đi chợ Tây Ninh xong á rồi gặp còn đang đi gì á, hai chồng đi chợ sáng á là đi chợ để mua đồ về bán á. Xong á có như cái bà đó đại khái là nó mẹ chị đi á, xong cái bà có ẵm một em bé rồi với một ông trai, mà một ông trai mà dắt khoảng 4-5 tuổi gì đó. Rồi còn ẵm một em bé khoảng 5 tháng tuổi thôi. Rồi xong đi trên đường á mà thấy vợ chồng bà mẹ nuôi đi á, mà bà có đi theo gì đó, đi theo tới mẹ đi hoài, thấy bà đi đâu đi theo đó, tới chừng mà bà già với bà mẹ ruột á, mà mẹ nuôi đi á, xong cái bà cũng đi theo tới nhà mẹ nuôi. Xong cái mà thời đó nhà mẹ nuôi rất là giàu. Xong cái họ đem vô cho em bé ngủ ngơi đồ xong đàng hoàng, xong bà bỏ đi à. Mà trường hợp đó chị cũng bây giờ chị suy nghĩ đi á, chị nói là con người mẹ mình á, mà nếu mà có hai đứa con đi rồi đó, xong cái mà chị bây giờ chị đắn đo, chị nói là tại sao em bé đó là như là ẵm trên tay mà là tại sao kiến cắn hoặc là sinh dĩ đồ á. Là cái hồi đó là mẹ chị là có hai người con. Chị không biết là bà có hai đứa hay không, nhưng mà một ông anh trên tay á, một anh dắt á lại không có kiến cắn đồ người bu như chị, nhưng mà chị còn như ẵm trên tay á mà là kiến cắn và sinh dĩ đồ. Như là mẹ nuôi chị không có kể. Như mẹ nuôi chị không có kể, mẹ chị giấu lắm. Rồi á, cái đây là anh hai của chị thôi. Cảm ơn em. Anh hai của chị á, bây giờ chị mới hỏi anh á là chị cũng muốn tìm đồ gì đó, xong cái anh kể cho chị nghe, chị nói gì, anh hai nói gì đó là mẹ á, chị suy nghĩ, chị nói là tại sao á ông anh á thì không bị, mà là em biết á là thì bị kiến cắn và là sanh gỉ đồ, mà chị nghĩ là cái đó là có phải mẹ chị hay không. Đó, chị đang đo là nếu mà mẹ đó thì bây giờ mình nuôi con mình kiến cắn một hoặc là mũi thôi mình thấy mình cũng đau lòng rồi, mà tại sao để cho kiến cắn mà một đứa đó là tại sao không có đó. Chị còn đang đo đó, không phải là chị là con của bà hay không. Và cái người cho là mẹ chị cho chị, chứ còn người anh thì không có cho đúng không, hay là cho cả hai anh em? Không, cho có một đứa em bí thôi, cho chị thôi, còn anh thì dắt đi rồi. Mà chị nghĩ là biết bà là mẹ của chị hay không, hay là bà lụm ở đâu, hay bà đi đem cho nữa, chị còn đang đo cái đó đó. Mà mẹ nuôi chị đó không phải là người Việt đây, là người dân tộc Chăm. Chị cho hình trong Zalo ấy.
hồi xưa kia thì bà mẹ nuôi chị là ở nhà thì buôn bán này, đá bào với bánh mì ấp la đồ á, có nhiêu đó thôi chứ cũng không có làm gì. Nhưng mà về người mẹ ruột của chị thì chị có nghe người mẹ nuôi kể lại như thế nào không? Bà không cho hay luôn. Tại sao em bây giờ chị nghĩ nó là ông già bà già sợ, tại là không cùng dân tộc á, tại người Kinh với người Đạo Hồi giáo á nó khác biệt á em. Thành ra ông sợ là lỡ mai mốt mà chị có biết á thì chị sẽ gì với mấy người Đạo Phật á thì bỏ Hồi giáo ổng á, thành ra ổng giấu luôn. Giấu suốt luôn á. Mà bây giờ cha mẹ nuôi của chị còn khỏe nữa không? Dạ mất hết rồi. Mất hết rồi. Dạ. Dạ, rồi là bây giờ mà muốn lấy thông tin gì đó thì cũng không biết sao để mà lấy được. Dạ, không, là biệt do ông tính thôi à. Rồi hồi xưa kia rồi á thì gì mà chị biết chị là hồi xưa kia họ nuôi chị á thì một là không cho ăn học, rồi nhưng mà họ không bỏ đói chị mà bắt vẫn chị đi làm, không bỏ đói nhưng mà bắt đi làm, mà có một cái là không cho đi học. Rồi á thì nhiều lúc thấy người ta cũng đang tìm mẹ đồ, cũng ao ước tìm lắm mày, như là không biết đường mà đi đồ nữa. Cho Thành Nguyên hỏi lại là chị biết được cái thông tin chị là con nuôi của mẹ đó. Dạ. Thì là từ bé tới giờ luôn hay là sao? Dạ, biết từ bé rồi. Chị có nhớ cái hồi mà mẹ của chị cho mẹ nuôi chị nuôi là lúc đó chị bao nhiêu tuổi? 5 tháng tuổi. Nghe kể lại là 5 tháng tuổi. Là nghe kể lại, nhưng mà từ khi mà chị nghe kể lại là lúc đó chị mấy tuổi? Khoảng 10 tuổi đầu rồi. Khoảng 10 tuổi. Dạ. Chị là sinh năm bao nhiêu có biết không? Chị nghĩ chị bây giờ chắc là sinh năm 75 á. Tại bà mẹ đó hồi xưa kia bà bắt đi làm á, xong thời đó là 15 tuổi phải đi làm chứng minh. Nếu mà không làm á thì họ phạt đồ hay sao á. Xong á là thì bắt đi làm á, nói gì đi làm bị chặn bò đồ á. Xong cái là từ đó là đi làm chứng minh á, thì bà khai là bớt tuổi lại là còn năm 76 thôi. Mà chị là chị biết là năm 75 thôi. Dạ. Lớn rồi, lúc đó là lớn rồi mẹ. Dạ. Vậy là về cái người anh trai của chị á, là cũng nghe mẹ nuôi của chị kể lại thôi. Dạ. Chứ bây giờ cũng đâu biết anh trai ở đâu đâu đúng không? Dạ. Hồi đó là chị nghĩ chị khoảng 5 tháng thì anh trai chị là khoảng mấy tuổi? 5 tuổi ạ. 5 tuổi. Khoảng 5 tuổi. Dạ. Bây giờ chị nghi lại anh hai là con bà mẹ nuôi kể lại cho chị nghe. Chị nói là thôi bây giờ ba má mất hết rồi, em muốn tìm cội nguồn của mình. Xong anh hai ông có nói là lỡ mà em tìm được á, em đừng có bỏ đạo nghe em. Dạ. Trong khoảng thời gian từ cái khi mà chị biết được cái thông tin đó cho tới thời điểm này thì gia đình mình có đã từng một lần nào đi tìm mẹ chưa? Nói chung là tìm cũng muốn đi tìm, nhưng mà có một cái là chị cũng không có ăn học đồ mà muốn đi mà không biết từ đâu á, không bắt từ đâu ấy. Coi chương trình em thì như là khao khát. Dạ. Chị coi suốt à, vợ chồng nó coi hai ba cái điện thoại, coi cái kia sang với cái nào coi suốt vậy đó mẹ. Thành ra chị gọi cho em cũng khá khá rồi á, mà tại sao mà không biết đường đi á. Dạ. Là cũng sợ mẹ. Một lần gọi cho em á, cái ngực nó bánh cà đuôi nó. Chị thì ít ăn nói nữa mà lỡ lên đây thì nói không được đồ, sợ sợ. Dạ. À, vậy là cái thông tin mà chị chia sẻ cho em là chị có cái là vào năm 75 lúc chị mới được 5 tháng tuổi. Dạ. Là người mẹ ruột của chị cho người mẹ nuôi. Dạ. À, người mẹ nuôi của chị là tên gì hết chị? Mẹ nuôi chị là tên là Thị Trờ. Thị Trờ. À. Dạ. À, vâng, à, đó kính thưa quý vị nhé. À, người mẹ nuôi của chị tên là Thị Trờ. Và hồi chị được 5 tháng tuổi đó thì là người mẹ ruột đã dẫn chị để cho người mẹ nuôi. À, là vào khoảng năm 1975. À, thì về cái họ tên của cha của mẹ ruột đó đúng không? Là chị cũng không có đúng không? Dạ không có. Chỉ có biết được một cái thông tin như vậy thôi. Dạ. Đó. Thì cái vấn đề này Thành Nguyên thấy nó cũng, cái thông tin nó cũng không có được nhiều đó. Dạ. Còn cái hy vọng thì mình cứ hy vọng thôi. Dạ. Biết đâu đó mình là có duyên hả chị ha? Dạ. Dạ. Mà
Nhưng mà như muốn cần là ở trước nhà đó hồi xưa kia làm gì á, là nhà sao sao cần nói không em? Nhà mình cứ nói đi. Nghe anh hai kể nó là nhà xưa kia nhà mấy người dân tộc đó là nhà cột không à, cột mà là nhà sàn cao cao á, rồi á giàu có lắm, rồi á thì bà mẹ nuôi á, mà mẹ ruột thấy như vậy á đem đi cho, rồi xong cái bỏ em bé xong đưa cho em bé ngủ xong rồi đi liền luôn chứ không có quay đầu lại gì hết đấy. Rồi á mà ở trước nhà chị hồi xưa kia nhà mẹ nuôi chị là có cây vú sữa nè, là cây dừa nè, mà bà mẹ buôn bán là bánh mì với đá bào ấp la đồ á. Có nghĩa rằng là hồi đó mẹ nuôi của chị bây giờ đâu có xin đâu đúng không? Không, mẹ ruột của chị đưa đến đó để đó. Dạ. Bởi vì là thấy nhà mẹ nuôi của chị có điều kiện nên là cứ để đại đó đi rồi biết đâu đó nhà đó sẽ nuôi. Dạ. Dạ, chứ đâu có phải là bên nhà mẹ nuôi của chị xin chị ha. Dạ. Tại họ cũng có con á. Dạ. Vậy là mẹ nuôi của chị thấy mẹ ruột của chị đưa đến đó để rồi sau đó là đi. Và lúc đó cũng có chạy theo để mà kêu lại không hay là sao sao? Anh hai con bà mẹ nuôi kể là đưa cho em bé ngủ xong rồi bà bỏ đi, bà không có quay đầu dồn gì hết, bà đi thẳng luôn à. Cũng không có nói không rằng gì luôn, bỏ đi luôn vậy á. Thì bây giờ chị nghĩ đáng đo, chị nói là chị có phải là con của bà hay không nè. Rồi cái địa chỉ mà ngày xưa bên cha mẹ nuôi của chị là như thế nào chị? Ngày xưa là cha mẹ nuôi hả? Cái chỗ mà mẹ ruột của chị để chị lại đó đó. Chỗ đó là trong kêu là gì, trong Zalo chị gửi cho em chứ, nhưng mà chị không có nhớ đâu, nhưng mà em có đọc được chứ còn chị không có nhớ đâu. Rồi thì về cái vấn đề cái địa chỉ mà của chị cung cấp cho ngày xưa đó thì mình sẽ ghim trên màn hình nhé quý vị nhé. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì những cái thông tin mà của chị Hasana ha, của chị Hasana cung cấp cho Thành Nguyên thì chỉ có bấy nhiêu thôi quý vị ạ. Thì Thành Nguyên sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ đăng tải cái câu chuyện này lên cộng đồng, rồi cũng hy vọng và cũng sẽ nhờ tất cả mọi người ở trên cộng đồng đó, thì ai mà có biết được cái thông tin về một người phụ nữ mà vào năm 1975 mà đưa một người con của mình, dắt theo một người con trai nữa 5 tuổi ha, một người con gái 5 tháng tuổi và một người con trai khoảng 5 tuổi đi đến nhà mẹ nuôi của chị tên là Thị Chờ. Ở hồi đó là dân tộc Chăm hả chị ha? Dân tộc Chăm. Còn cái địa chỉ thì Thành Nguyên đã ghim trên màn hình, thì quý vị nhìn là quý vị sẽ thấy nhóm vị nhé. Chắc chị nghĩ là cũng hy vọng, tại lâu quá thì đâu có ai đâu, có một người chị thì thấy người Việt đem cho người dân tộc thôi à. Có nghĩa là người Kinh lại đưa cho người dân tộc là lần đầu tiên thấy. Thì chị cũng hy vọng đồ gì á, tại nếu mà bà mẹ thì thấy vậy thì cũng dễ tìm. Nếu mà ai mà biết thông tin của mẹ chị thì hậu tạ 10 triệu, còn như em thì chị hậu tạ khác riêng cho em thôi. Cái phần đó thì mình cũng sao hả chị ha. Quan trọng là chị cứ tìm được gia đình đi, còn cái phần em thì không có lo. Theo như chị Hasana chia sẻ đó thì ai, các cô chú, các anh chị nào trên cộng đồng mà biết được cái thông tin nào của mẹ chị đó thì chị Hasana sẽ hậu tạ cho mọi người là số tiền 10 triệu đồng nhé quý vị nhé. Rồi thì cái thông tin thì thật sự là nó cũng rất là ít ỏi, nên Thành Nguyên cũng không có biết phải khai thác thêm như thế nào nữa để cho mọi người hiểu thêm. Cho nên là cũng kính mong tất cả quý vị trên cộng đồng ai mà có biết được cái thông tin nào thì cho Thành Nguyên hay, để Thành Nguyên sẽ thông tin cho gia đình của chị Hasana hay nhé quý vị nhé. Rồi một lần nữa Thành Nguyên cũng chúc cho chị và gia đình thật là sức khỏe và sớm tìm được người thân của mình sớm hả chị ha. Ai trong cái hoàn cảnh này cũng mới thấu hiểu được quý vị ạ. Khi mà mất người thân á, mà bây giờ không biết gốc gác của mình đâu, không biết anh em họ hàng mình đâu thì mong mỏi nhiều lắm. Cho nên là cũng mong quý vị hiểu và giúp đỡ nhé quý vị nhé. Một lần nữa thì Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành giao thông của Thành Nguyên. Cũng rất là mong mọi người yêu thương và ủng hộ cho Thành Nguyên để Thành Nguyên có động lực để tiếp sức cho những cái hoàn cảnh mà không may mắn nhé quý vị. Tạm biệt quý vị.